cục xì lầu ông bê lắp nghĩa là gì mà ai cũng nói, mạng xã hội Facebook những ngày qua dần dần các dòng trạng thái liên quan, cục xì lầu ông bê lắp, cụm từ này có nghĩa là gì, từ đâu trở thành chen như vậy, có thể nói, giới trẻ là những lứa tuổi năng nổ và sôi động, luôn tìm tòi và góp phần tạo nên các chen mới độc lạ, tại đây chúng ta có thể nhìn thấy được sự phát triển như thế nào của một thế hệ cũng như biết được những thứ mà mình chưa nắm bắt kịp thời, sau khi tìm hiểu và khai thác từ nhiều khía cạnh, hóa ra cục xì lầu ông bê lắp là cụm từ xuất phát từ câu hát Don't You Know, Pump It Up, Don't You Know, Pump It Up, của bài Pump It Up, đây là bài hát đã có từ năm 2004 do ca sĩ nổi tiếng Danzo thể hiện, nghe qua thì hai câu nói này không hề có liên quan một tí gì về nhau thậm chí là dịch nghĩa anh Việt cũng không đúng, nhưng các bạn cứ thử nhầm nhầm theo câu hát sẽ có sự lơ lớ và ăn dơ nhịp với nhau vậy đấy.